Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ mở rộng diện tích trồng cây ăn quả. Hộ ông Nguyễn Văn Chức ở thôn Võng Phan, xã Tống Chân, huyện Phù Cử đào đất trong hành lang bảo vệ đê bị xử phạt 50 triệu đồng. Đội quản lý thị trường số 7 bắt giữ nhiều vụ thực phẩm bẩn. Vẫn còn tình trạng trẻ em không được đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 5, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 1 đã có buổi kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Đồng chí đề nghị thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, tuyên truyền sâu rộng các cơ chế chính sách đến với người dân, quan tâm tới các hợp tác xã để liên kết trong sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý làng nghề, tìm giải pháp khôi phục các làng nghề. Cùng ngày, tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại chi bộ chi cục phát triển nông thôn. Chiều ngày 11 tháng 5, huyện Phù Cử đã tổ chức họp báo để thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường DT386 chạy qua địa bàn xã Tiên Tiến. Tại buổi họp báo, huyện Phù Cử đã thông báo về công tác chuẩn bị tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hai hộ ông Trần Quang Hè, ông Nguyễn Văn Khánh ở thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến để hoàn thành giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường DT386 và kè gia cố mái ta luy đoạn từ thị trấn Trần Cao đến bến phà La Tiến. Gia đình ông Nguyễn Văn Khánh có diện tích đất thu hồi là 84,2 m², tổng kinh phí bồi thường 72,8 triệu đồng. Gia đình ông Trần Quang Hè có diện tích đất thu hồi là 101,5 m², tổng kinh phí bồi thường là 156 triệu đồng. Các hộ này cho rằng đất của gia đình mình là đất ở lâu dài, nhưng trên thực tế đây là đất nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, hai hộ cũng đòi bồi thường hỗ trợ tài sản trên hành lang giao thông, các vết lún nứt nhà, mặc dù huyện và các ngành chức năng đã nhiều lần tuyên truyền giải thích đối thoại với các hộ trên về nguồn gốc xuất xứ diện tích đất, cũng như các quy định của pháp luật về công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay, hai hộ chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng cho dự án. Tại buổi họp báo, sau khi trả lời các ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí, lãnh đạo huyện Phù Cử cho biết huyện vẫn đang tiếp tục tuyên truyền giải thích để hai hộ dân này hiểu và ủng hộ các chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của tỉnh. Theo kế hoạch, nếu các hộ này vẫn cố tình, huyện sẽ tổ chức cưỡng chế vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ra chỉ thị số 05 ngày 4 tháng 5 năm 2018 về việc đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường công tác quản lý sử dụng biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế. Sau đây đài chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính của chỉ thị này. Để đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động và tăng cường công tác quản lý sử dụng biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, các tổ chức hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau. 1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. 2. Thực hiện sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị của tỉnh, bảo đảm tinh gọn, thu gọn đầu mối, giảm tối đa đầu mối bên trong của các sở, ban ngành, các ban chi cục, ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban ngành, chi cục, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, hợp nhất, sáp nhập các tổ chức có chức năng nhiệm vụ tương đồng
hoặc có mối liên hệ chặt chẽ, bảo đảm quy mô hợp lý. Giải thể các tổ chức có quy mô nhỏ, hoạt động không hiệu quả, không đề xuất việc chia tách, thành lập mới, làm tăng thêm đầu mối tổ chức và biên chế, trừ trường hợp đặc biệt thật cần thiết phải thành lập tổ chức mới do yêu cầu cấp thiết phục vụ nhiệm vụ chính trị và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản. Thiết yếu, khi có chủ trương của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thì các cơ quan đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế được giao. 3. Xây dựng đề án đổi mới sắp xếp, tổ chức lại, chuyển đổi cơ chế, mô hình hoạt động gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch số 37 ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 4. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp, tách rõ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ, có giải pháp cơ bản chấm dứt tình trạng hợp đồng lao động ở vị trí việc làm công chức không đúng quy định trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 6 năm 2019. 5. Tăng cường công tác quản lý cán bộ công chức viên chức, rà soát sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, giải quyết dứt điểm tình trạng thừa thiếu cục bộ, không bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực, hoạt động kém hiệu quả. 6. Quy định chặt chẽ việc thành lập và hoạt động của các tổ chức hội, thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật. Nhà nước chỉ cấp kinh phí đối với các tổ chức hội để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao. 7. Giao Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới, hoàn thiện các quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công chức viên chức và tinh giản biên chế, bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước của địa phương, đôn đốc kiểm tra thực hiện chỉ thị này. 8. Giao Sở Tài chính dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của tỉnh, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, các tổ chức hội được hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Cùng với các lĩnh vực khác, hiện nay, huyện Ân Thi đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp dệt may xuất khẩu đầu tư và hoạt động trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nhất là lao động nữ. Trên địa bàn huyện Ân Thi hiện có khoảng 20 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực dệt may, tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc dệt kim Smart Shirts đóng trên địa bàn xã Phù Ủng, công ty trách nhiệm hữu hạn Format Việt Nam tại thị trấn Ân Thi, công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phúc tại xã Quang Vinh. Đây là những doanh nghiệp tạo việc làm cho từ 2.000 đến 3.000 lao động với mức thu nhập từ 6 đến 13 triệu đồng một người một tháng. Các doanh nghiệp luôn chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân, nhờ vậy năng suất, chất lượng lao động tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, các chế độ chính sách được đảm bảo giúp người lao động yên tâm sản xuất đúng theo tinh thần ly nông không ly hương. Thời gian qua, người dân thôn Yên Trung, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu luôn tích cực tham gia xây dựng các công trình công cộng góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Từ những năm 1990, người dân thôn Yên Trung đã tự bảo nhau đóng góp toàn bộ kinh phí bê tông hóa đường giao thông, cùng với chính quyền địa phương chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Không chỉ tham gia giám sát ủng hộ ngày công để nâng cấp đường giao thông, người dân còn đóng góp xã hội hóa xây dựng cống thoát nước. Những hộ ở trong ngõ ủng hộ 100.000 đồng một khẩu, phần còn lại do các hộ ở mặt đường đóng góp. Bên cạnh đó, thôn Yên Trung đã huy động xã hội hóa hàng tỷ đồng để trùng tu sửa chữa một số công trình văn hóa tại địa phương như phục dựng giếng nước cổ, sửa chữa đình, chùa làng. Từ năm 2013 đến nay, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ đã mở rộng được thêm 50 ha trồng cây ăn quả, đem lại thu nhập 150 đến 200 triệu đồng một ha. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả của xã đạt 70 ha, tập trung ở thôn Đồng Mỹ và thôn Tổ Hỏa. Trong đó, nhiều hộ diện tích trên 1 ha như hộ anh Phạm Văn Cảnh, Phạm Văn Cao, Nguyễn Đình Khích,
Các giống cây chủ lực gồm có nhãn Miền Thiết, nhãn Hưng Chi, nhãn chất lượng cao chiếm hơn 60% diện tích, còn lại là bưởi diễn, bưởi da xanh, bưởi hoàng, chanh tứ quý. Các diện tích cây ăn quả lâu năm ở đây đều cho năng suất khá, trung bình gốc nhãn thu 1,5 tạ quả một vụ, bưởi các loại đạt từ 80 đến 120 quả một gốc một vụ. Để hỗ trợ các hộ dân phát triển trồng cây ăn quả và tiêu thụ sản phẩm, địa phương đã thành lập câu lạc bộ làm vườn. Thưa quý vị và các bạn, xã Thông Chân là địa phương có nhiều vi phạm hành lang đê điều nhất của huyện Phù Cử. Trong khi những vi phạm cũ chưa được xử lý thì gần đây lại các hộ dân tự ý đào đất trong hành lang bảo vệ đê. Đó là hộ ông Nguyễn Văn Chức ở thôn Võng Phan, xã Tống Chân. Gia đình ông Chức đấu thầu đầm vang để nuôi cá từ năm 2013 với diện tích 4,7 ha. Vào ngày 8 tháng 2 năm 2018, hạt quản lý đê huyện Phù Cử đã phát hiện gia đình ông có hành vi tự ý đào ao, nạo vét sâu lòng đầm vang ngoài bãi sông Luộc. Hạt quản lý đê đã lập biên bản và yêu cầu ông Chức dừng thi công, trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến ngày 5 tháng 3 năm 2018, gia đình ông Chức vẫn cố tình vi phạm. Hạt quản lý đê đã lập biên bản và xử phạt hành chính 50 triệu đồng. Gia đình ông Chức đã tiến hành nộp tiền phạt đúng theo quy định. Sự việc này cũng là bài học cho nhiều hộ dân cố tình vi phạm hành lang đê vì mục đích cá nhân. Việc đào đất san lấp trong hành lang bảo vệ đê sẽ gây sụt lún, nứt mặt cơ đê rất nguy hiểm trong mùa mưa bão. Trong khi chưa xử lý được các vi phạm cũ, thì hành lang sông Kim Sơn, đoạn qua hai xã Nghĩa Trụ và Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, lại xuất hiện thêm nhiều vi phạm mới. Dọc hai bên hành lang sông Kim Sơn, đoạn qua hai xã nói trên, hiện vẫn đang tồn tại hàng trăm vi phạm cũ, chưa có phương án xử lý. Thì thời gian gần đây, xuất hiện thêm một số vi phạm mới, trong đó xã Nghĩa Trụ 4 trường hợp, xã Vĩnh Khúc 2 trường hợp. Các vi phạm này là xây nhà, xây quay tường ra sát mép nước, sau đó đổ đất san lấp mặt bằng và một số trường hợp sử dụng mặt bằng làm bãi tập kết, buôn bán cát đá sỏi. Với diện tích mỗi vi phạm lên tới hàng trăm mét vuông. Mặc dù Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đã phản ánh, nhưng đến nay các vi phạm trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Với những vi phạm như thế này, nếu không kiên quyết xử lý triệt để ngay từ đầu, rất dễ phát sinh vi phạm mới với quy mô lớn hơn. Kim Sơn là tuyến sông chính nằm trong hệ thống Bắc Hưng Hải, có chức năng dẫn nguồn nước tưới từ sông Hồng và tiêu thoát cho hàng chục nghìn hecta canh tác của tỉnh. Rất mong cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm vào cuộc, có biện pháp kiên quyết ngăn chặn, không để tiếp diễn tình trạng trên. Trong khi chế tài xử phạt còn thấp, dẫn đến nhiều đối tượng vẫn cố tình buôn bán vận chuyển thực phẩm bẩn, vi phạm quy định của pháp luật. Từ đầu năm 2018 đến nay, đội quản lý thị trường số 7 trên địa bàn huyện Văn Lâm liên tiếp phát hiện 6 vụ vận chuyển sản phẩm động vật bẩn với khối lượng thu giữ tiêu hủy trên 3,7 tấn. Phạt vi phạm hành chính các đối tượng vận chuyển 60 triệu đồng. Các sản phẩm chủ yếu là thịt lợn chết, thịt lợn để lâu ngày đã bốc mùi hôi thối. Trước đó, trong cả năm 2017, đội phối hợp với các ngành chức năng phát hiện và tịch thu tiêu hủy gần 14 tấn sản phẩm động vật bẩn, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Văn Lâm trở thành địa bàn trọng điểm về nạn buôn bán vận chuyển thực phẩm bẩn. Thủ đoạn của các đối tượng là mua thực phẩm bẩn với giá rẻ về để chế biến, đánh lừa người tiêu dùng để bán với giá cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, mất vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sử dụng. Họ vì cái lợi nhuận. Cái thứ hai là về cái chế tài xử lý. Tôi lấy ví dụ như cái sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm được quy định ở khoản 5 điều 20 nghị định số 90 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y là chỉ có phạt từ 8 đến 12 triệu và hành vi thôi, chứ không quay là về căn cứ giá trị hàng hóa hoặc là căn cứ về số lượng hàng hóa, mà đây chỉ phạt cái hành vi. Thế cho nên về cái hành vi như thế, ví dụ cái đối tượng mà có thể kinh doanh một tạ thịt lợn bẩn không đảm bảo vệ sinh thú y cũng như là không đảm bảo vệ sinh thực phẩm cũng bằng cái đối tượng mà coi là kinh doanh một tấn. Ban vận động quỹ chất độc Sa Cam và quỹ bảo trợ trẻ em Hùng An huyện Kim Động phối hợp với quỹ tín dụng nhân dân xã đã thăm và tặng 10 suất quà cho người tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong xã, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Đây là một hành động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nhằm chăm lo động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm qua, bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn cho các hộ dân phát triển kinh tế gia đình, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Hồng An là đơn vị có nhiều đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội của địa phương, nhất là công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Ngoài ra, Quỹ cũng dành nhiều phần quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ vào các dịp lễ Tết, cũng như quan tâm chăm lo đến những hoàn cảnh khó khăn trong xã. Xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên vừa ra mắt câu lạc bộ hát chống quân. Câu lạc bộ hát chống quân Bảo Khê hiện có 20 thành viên ở nhiều lứa tuổi, hoạt động đều đặn vào 2 buổi tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Mỗi buổi sinh hoạt, câu lạc bộ còn thu hút người dân và thanh thiếu niên trong xã tham gia. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng sự giúp đỡ của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố, các thành viên câu lạc bộ đã được học nhiều kỹ năng, lối hát, diễn tại lớp bồi dưỡng hát chống quân. Câu lạc bộ cũng đã đi biểu diễn không chỉ ở các sân khấu trong tỉnh mà còn giao lưu với nhiều câu lạc bộ khác ngoài tỉnh và đạt thành tích cao. Việc thành lập câu lạc bộ nhằm bảo tồn và phát huy một trong những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị, góp phần đưa nghệ thuật hát chống quân của Hưng Yên thoát khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp và ngày càng đến gần hơn với người dân. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 5, trên tuyến đường Lê Văn Lương, thuộc địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương. Vụ tai nạn giao thông do xe máy mang biển kiểm soát 89K86605 di chuyển từ vòng xuyến chợ gạo với tốc độ cao khi lái xe đang trong tình trạng say rượu, không làm chủ được tay lái, đã đâm vào chiếc xe 4 chỗ mang biển kiểm soát 16N5284. Vụ va chạm mạnh đã khiến chiếc xe máy bị biến dạng, người lái xe máy bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông. Sau một thời gian chấp hành nghiêm chỉnh, việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đưa đón con đến trường bằng xe mô tô, xe máy, thời gian gần đây, nhiều bậc phụ huynh lại quên mất điều đó. Nhiều trường hợp chỉ có bố mẹ đội mũ bảo hiểm, còn các con thì đầu trần đối mặt với nguy hiểm. Vào giờ tan tầm tại hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đều có rất đông các bậc phụ huynh chờ đón con trước cổng trường. Qua quan sát, đa phần phụ huynh đều quên đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đưa đón con em mình đi học. Thậm chí, ngay cả các bậc phụ huynh cũng không đội mũ bảo hiểm. Mặc dù ai cũng hiểu được tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông là rất quan trọng, an toàn và tránh những rủi ro nếu bị tai nạn giao thông. Thế nhưng việc chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đưa đón con đến trường lại không được các phụ huynh chú trọng. Việc không đội mũ bảo hiểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của các em khi tai nạn giao thông xảy ra. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông cho học sinh và phụ huynh được làm thường xuyên liên tục, nhưng xem ra không mấy hiệu quả khi mà ý thức của các bậc phụ huynh không nghiêm túc chấp hành. Trong cái thời gian vừa qua thì qua cái công tác tuyên truyền cũng như công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các cái trường hợp là phụ huynh học sinh đưa con em đến trường nhưng không thực hiện cái việc đội mũ bảo hiểm cho con em, cũng như cái việc các cháu là học sinh các trường cấp 2, cấp 3 là không tự giác đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thì chúng tôi nhận thấy là cái tình trạng đó vẫn còn diễn ra tương đối phổ biến. Thế và chúng tôi nhận thấy là cái nguyên nhân chủ yếu thứ nhất là do cái việc các bậc phụ huynh đưa con em đến trường là cũng chưa tự giác chấp hành cái việc đội mũ bảo hiểm cho con. Theo chúng tôi thì để nâng cao hiệu quả hơn trong công tác này thì cũng đề nghị là các nhà trường cũng như là các gia đình cũng cùng vào cuộc cùng với cả cơ quan công an và các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền để cho người tham gia giao thông, đặc biệt là các bậc phụ huynh là cũng tự giác chấp hành cái việc đội mũ bảo hiểm cho con. Trên địa bàn xã Hắc Đạo trong thời gian vừa qua, mặc dù đã được tuyên truyền nhưng mà các bậc phụ huynh của các học sinh, đặc biệt là trường tiểu học và trường mầm non thì vẫn thường xuyên không đội mũ bảo hiểm cho các cháu học sinh. Để đảm bảo an toàn đặc biệt cho các cháu học sinh trường tiểu học và trường mầm non của xã và trường trung học cơ sở thì đề nghị các bậc phụ huynh đặc biệt chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đường bộ trước khi đi đưa trẻ đến trường và đưa các cháu học sinh đến trường thì phải đội mũ bảo hiểm cho con em nhà mình để đảm bảo an toàn đặc biệt cho các cháu.
Mục đích quan trọng nhất của quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em là để bảo vệ các em, ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra, góp phần đạt mục tiêu hạn chế tai nạn thương tích trẻ em, hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông. Do đó, để đảm bảo an toàn cho các em khi tham gia giao thông, các bậc phụ huynh cần quan tâm và chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Yên Mỹ không bổ nhiệm lại chức danh phó trưởng phòng ban đoàn thể và trường học trên địa bàn. Hợp tác xã Hưng Phát mở rộng sản xuất nhiều giống cá chất lượng cao. Nguy cơ cháy nổ tại làng nghề Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.